tiền lương, chiếc cổng êm ái của người làm công. Trong xã hội ngày nay, ngoại trừ một nhóm nhỏ những người là chủ doanh nghiệp và những người có thu nhập thụ động đủ để nuôi sống bản thân, đa số chúng ta đều là những người làm công ăn lương hàng tháng. Tiền lương là một yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống và ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng như lựa chọn nghề nghiệp. Nó còn tác động đến các khía cạnh khác như hạnh phúc gia đình hay việc nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, khi ngẫm nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy vẫn còn nhiều người chưa có cái nhìn đúng về tiền lương và cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Nghe đến đây, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, tiền lương có gì phức tạp đâu mà lại cần phải hiểu sâu sắc. Nó chỉ đơn giản là số tiền nhận được mỗi tháng sau khi làm việc, và cách tiêu xài cũng không có gì quá khó hiểu. Nhưng thực tế, cách hiểu này chỉ ở bề nổi và vô tình khiến chúng ta quên mất việc tìm kiếm ý nghĩa thực sự của tiền lương để từ đó hoạch định cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Có một câu nói rất hay của tỷ phú Kevin O'Leary, "Salary is the drug they give you to forget your dreams", tạm dịch, tiền lương là loại thuốc phiện mà người ta đưa cho bạn để bạn quên đi những giấc mơ của mình. Giấc mơ ở đây có thể là làm những điều mình thích, sống với đam mê, hoặc sống một cuộc sống tự do không phụ thuộc vào tiền bạc. Những người muốn chúng ta quên đi giấc mơ thường làm cho chúng ta tin rằng ngoài kia có vô số rủi ro, và tốt nhất là hãy làm những gì mà họ muốn, làm thật tốt, và họ sẽ cho chúng ta một khoản tiền vừa đủ để ăn mặc và có chỗ ở. Tôi không có ý coi thường việc có một công việc ổn định để có cơm ăn áo mặc. Điều này đôi khi đã là ước mơ của nhiều người. Nhưng với những người đã đạt được điều này và vẫn còn tiềm năng tiếp tục đi xa, họ lại bị ràng buộc bởi những lời ru ngủ. Nó không khác gì những con thú trong rạp xiếc, khi diễn tốt thì được cho ăn, nếu không ngoan thì bị phạt hoặc bỏ đói. Tương tự, trong thế giới con người, nếu không thực hiện tốt công việc, chúng ta sẽ bị cho thôi việc. Ngay cả khi làm tốt, nếu công ty phá sản, chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy làm sao để thoát khỏi rạp xiếc đó và sống cuộc đời của riêng mình? Theo tôi, điều này bắt đầu từ việc thay đổi mindset, tư duy. Chúng ta cần thay đổi góc nhìn từ việc tiền lương là một thứ an toàn và ổn định sang việc nhìn nhận nó là một nguồn thu nhập không ổn định và có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Từ đó, chúng ta sẽ thay đổi chiến lược sử dụng đồng lương. Hiểu rằng nguồn thu nhập này có thể biến mất, chúng ta sẽ tự động ý thức hơn về việc chuyển từ thu nhập chủ động sang thu nhập thụ động. Thu nhập chủ động là công việc mà chúng ta phải dùng thời gian và công sức để đổi lấy tiền, trong khi thu nhập thụ động là những nguồn thu nhập mà kể cả khi không làm gì, nó vẫn tạo ra tiền cho chúng ta. Đầu tiên cần sử dụng chính những nguồn thu nhập chủ động từ tiền lương để xây dựng các nguồn thu nhập thụ động. Ban đầu, thu nhập thụ động có thể chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với tổng thu nhập, nhưng dần dần, nó sẽ tăng lên. Khi thu nhập thụ động ngang bằng hoặc vượt quá thu nhập chủ động, bạn có thể cân nhắc việc nghỉ làm để tập trung xây dựng thêm thu nhập thụ động. Bạn vẫn cứ tiếp tục công việc làm công ăn lương, nhưng hãy xem đó như một bước đệm để tiếp tục xây dựng những tài sản thực sự của mình. Nếu thấy nội dung hữu ích, hãy bấm nút like và chia sẻ để nhiều người hiểu đúng bản chất của tiền lương và xây dựng thêm các nguồn thu nhập thụ động để sớm đạt được sự tự do tài chính và làm những việc mình thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh.